Trên thân lân phiến biến hóa làm cho nó nhìn qua chợt ẩn lù lộ ra, cho nên cái này loại lân phiến để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, lại liên tưởng đến lưu phòng võ hồn bạch long thương, cái này không thể nghi ngờ liền là long lân. Mà lại nếu như La Miên Vũ nhớ không lầm, tại lúc ấy hết thảy từ trên trời sáng xuống, cự long ở bên trong, đầu kia bạch long là số mạnh mẽ, vô luận là hình thể vẫn là khí tức, đều muốn so với bình thường cự long mạnh hơn. Nếu như nói cuối cùng cái kia khổng lồ vạn mét màu sắc rực rỡ thân ảnh là long thần, như vậy, đầu kia bạch long hẳn là long vương. Bạch long vương, đúng vậy, nó tuyệt không phải bình thường bạch long, bình thường bạch long trên người lần phiến là không có cái này loại vẻ sau ẩn chứa lộ ra hiệu quả. Xong rồi, Lưu Phong nắm trưởng thành quyền, tại La Miên Vũ đầu vai đập một xoáng, trong ánh mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt. Xong rồi, La Miên Vũ biểu lộ trở lên trên càng ngày càng cổ quái, nếu như nói lần đầu tiên là vận khí, như vậy lần này thì là gì? Nguyên nhân huy huy võ hồn liền chính là tại La Miên Vũ song trọng phù trợ, hai lần thức tỉnh, từ đó đã thức tỉnh càng mạnh mẽ hơn huyết mạch. Không thể nghi ngờ, Lưu Phong đây cũng như vậy, hắn cũng đã thức tỉnh cấp độ càng sâu huyết mạch, chẳng lẽ là bạch long vương huyết mạch. Lưu Phong vẻn vẹn có bạch long thường võ hồn mà thôi, coi như trên người có bạch long vương huyết mạch, nào sẽ mỏng manh tới trình độ nào. Giống như trước đó Huy Huy nói, hắn tình linh vương huyết mạch cũng hết sức là mỏng manh một sáng, nhưng mà bọn hắn tại chính mình kích thích hạ đều là dã thức tỉnh. Đây chẳng phải là nói, chính mình kích thích một thoáng mặt khác hồn sư cũng có thể có đồng dạng hiệu quả. Cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Lưu Phong nếu là biết La Miên Vũ hiện tại ý nghĩ, đoán chừng cũng sẽ đi theo vui vẻ. Cái tên này nghĩ thế nào đổi tiền đây? La Miên Vũ khóe miệng dần dần nhích lên, tầm mắt chuyển hướng ra một bên khác của tiền lỗi. Nếu như kích thích một thoáng tiền lỗi, hắn sẽ có thay đổi gì đây? Nay ở trên lớp, La Miên Vũ quả thực là có một chút không có chút ý nghe sáng. Đến mức Tiếu Khải mấy lần quăng tới bắt mãn tầm mắt, có thể mỗi lần La Miên Vũ đều là ánh mắt đờ đẫn, một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ. Lưu Phong tóc rối bời giống như rất mệt mỏi, trực tiếp nằm sấp trên bàn đi ngủ. Hai tiểu tử này, mãi đến tiếng chuông tan học vang lên, La Miên Vũ mới vô ý thức là đứng người lên, sau đó trực tiếp hướng đi của tiền lỗi, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Tiền lỗi bỗng nhiên đứng người lên, một màn kích động nhìn về phía của Lưu Phong. Thật, Phong tử! Lưu Phong mơ mơ màng màng đứng dậy, sau đó có một chút đắc ý đem tóc của mình hướng sau đầu chải khép, chỉ tiền lỗi, sau đó hướng hắn khoát khoát tay chím, biểu hiện ra một mặt khinh thường dáng vẻ. Lão đại, ta cũng muốn. Tiền lỗi đột nhiên ôm chặt lấy La Miên Vũ, gương mặt vẻ cầu khẩn. Hắn một tiếng này quái khiếu, lập tức đưa tới những bạn học khác chú ý, đủ loại hiếm lạ ánh mắt cổ quái đều hướng ra phía bọn hắn bên này bắn xa tới. La Miên Vũ tức giận đẩy hắn ra một mặt tên béo, đem hắn đẩy lên trên một bên. Muốn cái gì mà muốn, tàn lớp đi. Lưu Phong, ngươi tới một thoáng. Tiếu Khải có một chút bằng lãnh âm thanh truyền đến, khiến cho Lưu Phong dùng mình một cái. Lưu Phong ở trên mặt đắc ý lập tức biến mất, ngoan ngoãn vội vàng đi. Lão đại, đi, hồi trở lại ký túc xá, nhanh, ta cũng không sợ đau, không sợ khổ. Chúng ta tiến vào khoang thuyền mô phóng. Tiền lỗi lôi kéo La Miên Vũ liền hướng mặt ngoài chạy. Phong tử võ hồn đều hai lần đã thức tỉnh, vậy thì mình chính mình hai lần thức tỉnh sẽ có biến hóa như thế nào? Hắn quả thực là không thể chờ đợi. Đúng vào lúc này, một bóng người chặn bọn hắn đường đi. Lam Mộng Cấm ngữ khí có một chút bất thiện nói: La Miên Vũ, hôm nay Thiên Thu đều không tới lên lớp, không tin cũng không đánh không thông, ta mau mau đến xem nàng, người có đi hay không? Lão đại, tiền lỗi một mặt cầu khẩn. La Miên Vũ có một chút bất đắc dĩ nói, không nhất thời vội vã, chờ một lúc còn có lớp mà, chờ hôm nay sau khi tan học thử lại đi, Thiên Thu là không có tới, ta cùng với Mộng Cầm đi xem một chút, Mộng Cầm thông tin còn đánh không thông sao? La Mộng Cầm gật đầu rồi nói, đúng vậy, ta vừa mới vụng trộm đánh qua vẫn không gọi được, không biết nàng là như thế nào. La Miên Vũ lông mày hơi cảm thấy, hôm qua nàng nói đau đầu, nhưng lúc trở về cũng vẫn tính như là người bình thường, chẳng lẽ là tiến vào chiều sâu minh tưởng hoặc là có chuyện gì khác, nếu không thì chúng ta đi phòng giáo vụ gì một thoáng, thỉnh lão sư mở ra nàng cửa ký túc xá. La Mộng Cầm lắc đầu rồi nói, học viện có quy định không thể tùy tiện mở ra học viện cửa ký túc xá, bởi vì học viện có thể là ở vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, mà lại phòng minh tưởng đều có hệ thống báo động, nếu có nguy hiểm tính mạng hệ thống báo động sẽ phát ra cảnh báo, năng hẳn là không việc giới gì, nhưng chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Được, ta đây cũng cùng đi với các ngươi.
Tiên lỗi mặc dù là nóng vối nhưng cũng biết mong muốn tại trong khoang thuyền mô phỏng bên trong hoàn thành thí nghiệm vẫn là cần một chút thời gian. Ba người cùng một chỗ chạy về phía của đống thiên thu ở ký túc xá. Bọn hắn đến bên ngoài ký túc xá, gõ cửa, trong ký túc xá không có phản ứng gì. Lam Mộng Cầm nói, ta đi lên xem một chút. Nói xong, nàng chung quanh thân thể có bằng vụ biểu hiện. Sau đó thân thể liền chậm rãi tung bay lơ lửng. Nàng đây không phải bản thân có năng lực phi hành mà là hồn kỹ mang tới. Nhìn xem nàng hướng lên bồng bềnh, Tiền Lỗi không khỏi có một chút hâm mộ nói, lúc nào chúng ta cũng có thể bay, có thể bay cảm giác thật là sỏi. Lam Hiền Vũ nói, nhị tự đấu khải sư giống như là có thể bằng vào đấu khải phi hành, cơ giáp cũng có thể, gần nhất cơ giáp của chúng ta cơ sở trên lớp đều không sai biệt cho lắm. Nghe lão sư ý tứ, Tiếu tiếp xuống hắn là có thể cho chúng ta tại đấu la thế giới bên trong cũng bắt đầu luyện tập điều khiển cơ giáp, đến lúc đó ngươi liền sẽ có thể bay cảm giác. Lam Mộng Cầm bay thẳng đến ký túc xá tầng 2 phòng minh tưởng bên ngoài, nhìn vào bên trong, phòng minh tưởng bên trong là khác thường sắc pha lê tình huống, chỉ có thể đại khái thấy một chút bóng dáng. Sau một lát, Lam Mộng Cầm từ trên trời sáng xuống. Thế nào? Lam Hiền Vũ vội vàng hỏi. Lam Mộng Cầm lùng mày cau lại rồi nói, xem không rõ ràng cho lắm, giống như là tại tu luyện, mơ hồ là có ánh sáng ảnh chớp đóng, từ bên ngoài cảm giác không thấy năng lượng ba đóng. Lam Hiền Vũ nói, không có việc gì liền tốt, ban đêm người lại đến xem nhá, nếu là có sự tính liền mau cho chúng ta biết. Lam Mộng Cầm trên dưới nhìn hắn vài lần rồi nói, ta thấy là cảm giác người cái này thái độ có chút không đúng, lúc này người không lên nóng lòng như lửa đốt sao? Lam Hiền Vũ sững sờ, tu luyện ra hiệu biến hóa, tiến vào chiều sơ minh tưởng loại hình này, đây không phải rất bình thường sao, mà lại người không phải liên tục nhắc nhở ta, thiên thu chẳng quá là coi ta là bằng hữu thôi sao, để cho ta đừng gần gũi quá nàng, hiện tại tại sao lại nói như vậy? Lam Mộng Cầm cả giận nói, ngươi có phải hay không là ngốc vậy? Nói xong nàng xoay người rời đi. Lam Hiền Vũ một mặt mờ mịt, nàng cái này tình huống là như thế nào? Tiền Lỗi cũng là một mặt khác, ta cũng không biết, nữ nhân thật sự là một loại thần kỳ sinh vật. Đi ở phía trước của Lam Mộng Cầm tự lẩm bẩm, nam nhân đều là đại móng heo. Ba người bọn họ trở lại trong lớp thời điểm đó, bị trước mắt chiến trận giật này cả mình. Anh Lạc Hồng nói, không ngừng là nàng còn có hơn 10 vị lão sư khác, bao quát Lam Hiền Vũ lão sư Đường Chấn Hoa. Lam Hiền Vũ thấy qua vị kia giáo y trường thần vũ, còn có một số bạn hắn không quen biết lão sư. Hiền Vũ, Lưu Phong bước nhanh đi vào bên cạnh hắn. Lam Hiền Vũ lập tức hiểu rõ đây là chuyện gì, không khỏi cười khổ. Người nói đi, Lưu Phong gãi gãi đầu, lão sư hỏi ta. Ta một kích động liền là nói chính mình võ hồn hai lần đã thức tỉnh, sau đó liền đều nói rồi. Xin lỗi, ta có phải hay không là không nên nói. Lam Hiền Vũ có một chút bật đắc dĩ nói, không có việc gì, nó đều nói rồi, mà các lão sư sớm muộn cũng sẽ biết. Đang muốn cho ngươi đả thông tin mọi người trở về đây, theo chúng ta đi đi. Đường Chiến Hoa tới ôm Lam Hiền Vũ bảo vai, quay người liền đi xa phía ngoài. Tiêu Khai hướng bạn học cùng lớp rồi nói, phía dưới này lớp tự học, Lưu Phong người cũng đi theo ta. Vâng, anh Lạc Hồng lúc này đột nhiên nói, Tiên Lỗi cũng tới đây, các người mấy cái này không bớt lo, hừ. Mặc dù nàng trên mặt nói như vậy đấy, nhưng nàng cái kia có một chút kích động ánh mắt bán rẻ nàng. Tiếu Khải vừa mới hồi báo tin tức thật sự là quá kinh báo, nếu như đây là sự thật, như vậy thì Lam Hiền Vũ tồn tại đối với học viện mà nói, ý nghĩa liền thật sự quá lớn. Không chỉ là các học viên, bọn hắn những lão sư này huyết mạch có thể hay không cũng có thể tại hắn kích thích ra lần thứ hai thức tỉnh. Phải biết rằng, hồn du huyết mạch biến hóa cũng là tiềm năng biến hóa, nếu như tiềm năng vì vậy mà tăng lên, liền mang ý nghĩa rằng khoảng cách đỉnh phòng thêm gần một bước, có nhiều ít hồn sư vô phương bước mà một bước đi cũng là bởi vì chịu với bản thân tiềm năng hạn chế. Lam Hiền Vũ nếu là thật thần kỳ đến có khả năng kích thích người khác huyết mạch, làm cho có khả năng hai lần thức tỉnh, cái kia Lam Hiền Vũ cùng với Lưu Phong bị mang đi, bạn học cùng lớp nhóm cũng là một mảnh mờ mịt, đây đều là tình huống như thế nào? Đột nhiên thì ngừng một tiết khóa, đây là Lam Hiền Vũ gây chuyện còn có thể nào? Nguyên bản cái này nhị hoàn cấp bàn khác đài đến, liên đài cho bọn hắn thấy rất là kỳ quái. Nhưng vấn đề ở đây là trong lớp mạnh nhất mấy học viên cũng hẳn là quan hệ cũng không tệ, nhất là Nguyên Ân Huy Huy, cái kia từng tiếng Hiền Vũ cà cà kêu, nhưng học viên khác ở cho dù là có khiêu khích tầm cũng không có lá gan kia.
Mọi người mỗi ngày đều bận bịu tù luyện, lẫn nhau trao đổi thời điểm không nhiều, nhưng Lam Yên Vũ, Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, Nguyên Ân Huy Huy bọn hắn hiển nhiên là một cái tiểu đoàn thể. Đây lại là xảy ra chuyện gì vậy? Lam Yên Vũ lại một lần đi tới anh Lạc Hồng văn phòng, các lão sư cũng đều cùng đi. Anh Lạc Hồng nhìn Tiếu Khải liếc mắt, Tiếu Khải nói, Lưu Phong, người phóng thích ra một thoáng chính mình võ hồn cho các lão sư xem một chút đi. Dạ, vâng. Lưu Phong nhìn Lam Yên Vũ liếc mắt, lưng tay phải lên, trên không trung một túm, lập tức thì một tiếng rù rừng lòng ngâm ở trong cơ thể hắn vang lên. Ngay sau đó, tay của hắn bên trên hiện ra một tầng lít ra lít nhít hình nửa vòng tròn vảy màu trắng. Bạch Long Thương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ra tại hắn ở trong tay. Bạch Long Thương biến chiến vậy mà cũng có một tầng lớn phiến, khiến cho thân thương nhìn qua chợt ẩn chợt lộ ra.